Bác, chào mừng các bạn em đã đến với Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên cửa hàng em lên sóng ngay cho anh em mẫu sản phẩm mic không dây ETC D9000. Và cũng có một ba khách hàng đã đặt hàng với mẫu sản phẩm này bên em đã thông báo về hàng cho các bác rồi. Và hôm nay thì em xin được gửi tới cho anh Hùng đến từ Quảng Ninh với bộ sản phẩm mic ETC D9000 đã lựa chọn ngay khi bên em phát sóng. Với mẫu sản phẩm mic không dây ETC D9000 là một trong cái dòng mic cao cấp, có thể chơi gia đình, làm sự kiện, làm vòng chào hoặc là vào tất cả mục đích khác nhau đều được cả các nhá. Và về giao diện hình thức rất là đẹp mắt đúng không ạ? Rất nhiều anh em khi xem lần đầu với cái dòng mic ETC D9000 là quá phải thốt lên rằng nó quá đẹp so với những cái dòng mic thông thường mà em Tùng đã giới thiệu cho bác phải không ạ? Dòng mic ETC D9000 là dòng mic chuẩn chính hãng của nhà phân phối ETC, có đầy đủ logo thương hiệu và mã QR để các bác anh em check hàng, kiểm tra hàng. Và em cũng xin trân trọng giới thiệu cho anh Hùng từ Quảng Ninh, anh đã lựa chọn phiên bản này bên em, một trong cái dòng mic mà có thể hỗ trợ cho việc chúng ta hát phòng hát gia đình một cách rất là tốt, tiếng ra chi tiết sắc nét rõ ràng và đầy đủ có tính năng ở trên dòng ETC D9000 của các anh em nên trải nghiệm nhé. Ở mặt giao diện các bác được nhìn thấy qua video ngày hôm nay, em xin gửi cho anh Hùng trực tiếp qua video này với mẫu sản phẩm ETC D9000 phiên bản màu đen dễ phối đồ cho các bác. Và các bác được nhìn thấy hai cái mặt màn hình hiển thị cho hai cổng mic ở đây không ạ? Và tại sao lại có hai phiên bản màu khác nhau thì em đã nhắc cho anh em ở video trước đó, khi em về hàng khi mà chúng ta kết nối phần tay mic ấy, khi mà các anh em mà kết nối được với phần tay mic như thế này thì cái mặt màn hình nó sẽ chuyển sang chế độ màu sáng trắng các bác nhá. Còn khi mà các bác anh em mà không chưa kết nối phần tay mic ấy, thì nó sẽ chuyển sang chế độ màu cam như thế này. Để các bác anh em có thể sử dụng một cách tốt nhất thì các bác hãy sử dụng web cho em hai phần tay mic vào với chế độ đầy đủ tính năng như là chế độ dò sóng sạch này. Tăng giảm âm lượng thì chúng ta chỉ cần nhấn vào nút control ở đây để chúng ta tăng giảm âm lượng lên tới chế độ max cao nhất là 31. Thường thường thì em sẽ cài ở chế độ 25. Và nếu như các anh em muốn chỉnh các cái chế độ khác thì chúng ta có thể chuyển được các tần số khác này. Chúng ta có thể dò ra một cái tần số tốt hơn, dò sóng số sạch. Chúng ta sử dụng với sóng khỏe nhất và chất âm thanh ổn định nhất. Hơn nữa thì có cái chế độ chuyển độ nhạy này, chỉnh độ nhạy này. Và rất nhiều tính năng nữa như là khóa lại tần số để chúng ta sử dụng an toàn hơn. Với thiết kế giao diện quá đẹp mắt rồi. Và cộng với việc là sử dụng thêm 4 dâu anten phía sau như thế này nữa, chắc chắn là khi chúng ta đi làm sự kiện chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ là yên tâm và ổn định với dòng mic ETC D9000 về chế độ bắt sóng xa phải không ạ? Với việc sử dụng 4 dâu thì kể cả chúng ta làm sự kiện, làm phòng trà chúng ta vẫn sẽ cảm thấy ổn định nhất với việc bắt sóng xa của ETC D9000. Và hơn nữa dòng mic này thì anh em sẽ hoàn toàn nâng cấp được với bất kỳ một thiết bị nào các anh nhé. Chúng ta có thể ghép nối vào âm ly, ghép nối với vang, ghép nối với bàn mixer hoặc thậm chí ghép vào loa kéo đều được cả. Và em cùng các anh em xem phần thiết kế tay mic nhé. ETC D9000 có thiết kế tay mic phiên bản màu đen. Và cái tay mic này em thấy rất là lặng, khi chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay đó là độ lặng và cái phần tay mic rất là dài. Và để đảm bảo độ đàm nóng thoải mái khi chúng ta cầm lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn để chúng ta ca và cất lên cái giọng ca tiếng hát của mình. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm tới chất lượng âm thanh của ETC D9000 nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 Ok các bác đã được trải nghiệm từ chiếc lợn thanh của ETC D9000 và ngoại. Hôm trước thì bên em cũng đã về hàng và cũng đã cho các bác em nghe rất là chi tiết về chiếc lợn âm thanh của ETC D9000 rồi. Và theo cảm nhận của em khi em trải nghiệm cái dòng mic này thì em đánh giá ngay dòng ETC D9000 có một chất lượng âm thanh rất là chi tiết, dạng sắc nét cho anh em ạ. Tiếng ra khỏe, độ nét tiếng và cái chế độ thu phát của mic cực kỳ tốt luôn. Một trong cái dòng mic có thể nói là thuộc dạng cao cấp để các bác em có thể lựa chọn ngay với không gian phòng gia đình hoặc là chúng ta đi làm sự kiện. Muốn có một chất lượng âm thanh tốt này, độ lịnh tiếng này, tiếng nét chi tiết, đừng bỏ qua ETC D9000. Và anh Hùng cũng đã lựa chọn phiên bản ETC D9000 bên em sau khi tham khảo qua rất nhiều dòng mic rồi và cuối cùng đưa ra một sự quyết định, một sự lựa chọn, đó là dòng mic ETC D9000. Và em hy vọng là khi mà mic đến tay anh sẽ cảm thấy ưng ý với chất lượng sản phẩm mà bên em Tùng đã giới thiệu và đã quảng cáo cho các anh em lựa chọn. Và ngày hôm nay thì bên em được xin được gửi cho anh Hùng đến từ Quảng Ninh với bộ sản phẩm ETC D9000. Những anh em nào đang có nhu cầu với những cái dòng mic không dây cao cấp, đặc biệt là ETC D9000 này, hãy liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 để em có thể phục vụ các anh em với một mức giá khuyến mại tốt nhất với dòng mic này. Một dòng mic cao cấp nhưng bên em sẽ có một mức giá khuyến mại hợp lý nhất cho anh em ạ. Nếu như các anh em mà cần có nhu cầu về những cái thiết bị âm thanh gia đình, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên em. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.